Anna. Làm cái gì như thế? Ôi dồi, khiếp. Ở đây đợi mẹ nhá. Ở đây đợi mẹ nhá. Không xuống nó nhá. Ở đây đợi mẹ một tí nhá. Rồi. Ngồi đâu?
Ngoài là ngủ. Ngồi chỗ nào? Mẹ ngồi đâu? Đây à? Con đứng dậy vậy. Cứ đặt nữa. Con thấp ba mẹ sao? Quả này không hết rồi, ngon lắm. Con từ bao á? Mẹ bao cho cơ. Ngon thế. Ăn đi. Sao lại cá như thế? Phách. Ăn hết chưa? Còn hết nè. Đợi tí nhá. Từ bông nhá. Ôi, nhà cứ hết đi, bẩn đi. Mày để cái này cho con ăn nhá. Dìa, mày bế con ra. Ừ, đợi mày đóng cửa nha. Con đứng đây để mẹ mặn mẹ ru rửa nhé. Thank you.
đi rồi ở bên kia. Trên đường. Đợi đã, đợi mày bỏ gùi xuống ra. Con ngồi đây hộ mẹ nhá, đợi mẹ nhá. Đấy. Chơi thôi nhá. Dạ dạ dạ. Rồi đấy, quả đấy. Quả đấy. Ở nhà con có buồng nào xanh không? Ở nhà con có một buồng nữa là để cho con. Đấy, lấy cờ to đấy. Để vào đây nào. Nhưng mà nó dư. Nhưng mà họ lại thích ăn cái kiểu dư ấy. Đúng rồi. Cho trẻ con nó ăn. Thằng con cũng thích ăn lắm. Để tôi không lấy ra đâu. Để quả thôi. Kìa, con đấy. Con đấy. Con lấy gần hết rồi nhỉ. Bóp.
Chị ạ, lấy tay chị ạ, chị ạ một cái nhá nào. Ôi, quả thích thế. Con chị ạ đi. Con chim. Một cân bao tiền đấy? 20.000 một cân. Ba quả chắc có cân. Ngon không? Em có ngon không? Ngồi nhá. Có ăn không? Ăn ăn nhiều hay ăn ít? Ăn ít. Ngon lắm. Không ấy nhá. Út. Ngọt. Ngon lắm. Ngon không? Ngon lắm. Ủa. Mẹ ăn miếng này nhá. Nhá. Ooh.
đưa cho mẹ ạ.
Thế mẹ. Một chút.